Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thị trường Nhà đất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề đang gây nhiều tranh cãi. Liệu việc đánh thuế căn nhà thứ hai có thực sự là giải pháp để hạn chế đầu cơ hay lại là một cú đòn khiến thị trường bất động sản khó phục hồi hơn? Đây là chính sách mà Bộ Xây dựng vừa đề xuất, nhưng liệu nó có phải là lựa chọn tốt nhất khi thị trường vẫn đang chật vật khởi sắc? Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích những tác động tiềm ẩn, những bài học từ quốc tế và những gì có thể xảy ra với giá nhà đất trong thời gian tới. Đừng bỏ lỡ vì câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao của Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn thuộc Savills Hà Nội đã khẳng định rõ ràng trong một cuộc trao đổi rằng đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai của Bộ Xây dựng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều thị trường bất động sản ở các địa phương khi mà những khu vực này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang cố gắng từng bước đưa thị trường bất động sản trở lại trạng thái bình thường. Đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai của Bộ Xây dựng là nhằm mục đích hạn chế tình trạng đầu cơ trong thị trường bất động sản. Tuy nhiên, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để triển khai chính sách này hay không, khi thị trường bất động sản chỉ vừa mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi? Theo quan điểm của bà Hằng, biện pháp đánh thuế này không phải là một giải pháp mới mẻ. Trước đây, chúng ta đã từng bàn đến việc đánh thuế căn nhà thứ hai, nhưng vấn đề cần đặt ra là mục tiêu của chính sách này là gì và chúng ta có đủ điều kiện, công cụ để thực hiện hay không? Bà Hằng nhấn mạnh rằng việc đánh thuế căn nhà thứ hai chỉ là một trong nhiều giải pháp có thể được tính đến nhằm kiểm soát tình trạng đầu cơ. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc áp dụng các biện pháp hành chính quá cứng nhắc để kiểm soát thị trường đôi khi sẽ dẫn đến những tác động ngược. Thay vì giúp ổn định thị trường, biện pháp này có thể gây ra những xáo trộn không đáng có, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường hiện tại vẫn còn đang rất yếu và cần thời gian để phục hồi. Một trong những yếu tố then chốt, theo bà Hằng, là điều kiện áp dụng. Bà nhấn mạnh rằng việc đánh thuế căn nhà thứ hai cần phải được thực hiện bài bản, có kế hoạch rõ ràng và đặc biệt là cần có đủ công cụ pháp lý và quản lý để đảm bảo rằng chính sách này có thể được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc đánh thuế này không chỉ tác động tiêu cực đến các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều thị trường bất động sản ở các địa phương, đặc biệt là những khu vực chưa phục hồi hoàn toàn. Bà Hằng cũng giải thích thêm rằng, nếu chính sách đánh thuế căn nhà thứ hai được áp dụng ngay trong thời điểm hiện tại, điều này có thể làm giá bán bất động sản tăng lên. Trong khi đó, mục tiêu của chúng ta hiện nay là đưa mặt bằng giá về mức hợp lý, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận hơn với thị trường bất động sản. Nếu giá bất động sản tiếp tục tăng, tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm, từ đó làm chậm lại quá trình phục hồi. Thực tế, trong thời gian qua, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để vực dậy thị trường bất động sản. Điển hình là việc thông qua 3 luật quan trọng gồm Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, theo bà Hằng, dù các chính sách này có hiệu lực nhưng tác động của chúng luôn có độ trễ. Điều đó có nghĩa là thị trường bất động sản chưa thể phục hồi ngay lập tức và việc cố chấp đánh thuế căn nhà thứ hai ở thời điểm này sẽ làm quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn rất nhiều. Khi được hỏi về thời điểm nào là phù hợp để áp dụng mức thuế này, bà Hằng cho rằng mặc dù các cơ quan quản lý mong muốn thực hiện ngay nhưng vẫn cần có thời gian chuẩn bị. Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị kế hoạch, chúng ta còn phải có các công cụ để đánh giá toàn diện thị trường. Đặc biệt, bà Hằng lưu ý rằng việc phân loại căn nhà thứ hai là đầu tư, kinh doanh hay cho tặng vẫn còn là một bài toán khó. Do đó, việc kiểm soát thông qua hệ thống quản lý liên thông giữa các địa phương là rất cần thiết. Bà lấy ví dụ rằng, hiện nay chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc xác định căn nhà thứ hai thuộc mục đích đầu tư hay không. Khi áp dụng chính sách đánh thuế, có rất nhiều mục đích cần được phân loại và việc quản lý này đòi hỏi hệ thống liên thông giữa các địa phương để kiểm soát toàn diện. Nếu không có sự liên thông này, việc đánh thuế sẽ trở nên rời rạc và không đáp ứng được mục tiêu là phát triển một thị trường bất động sản lành mạnh, hỗ trợ nền kinh tế.
Ngoài ra, bà Hằng cũng lưu ý rằng các biện pháp kỹ thuật khác cần được kết hợp đồng bộ, chẳng hạn như yêu cầu giao dịch bất động sản phải thông qua ngân hàng hoặc yêu cầu kê khai tài sản sở hữu rõ ràng. Những biện pháp này giúp kiểm soát sở hữu căn nhà thứ hai một cách triệt để, tránh tình trạng lách luật hoặc trốn thuế. Về kinh nghiệm từ các nước khác, bà Hằng cho rằng chúng ta có thể học hỏi từ bài học của Trung Quốc. Chính sách đánh thuế căn nhà thứ hai tại Trung Quốc với mục tiêu kiềm chế giá nhà đã không đạt được hiệu quả như mong đợi, mà ngược lại còn dẫn đến nhiều tác động tiêu cực. Việc sử dụng các biện pháp hành chính quá cứng nhắc để kiểm soát thị trường như đánh thuế căn nhà thứ hai cần phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng, bởi những yếu tố này luôn nhạy cảm với sự phát triển của thị trường bất động sản. Ở Việt Nam, thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và việc điều tiết thị trường cần phải linh hoạt. Việc siết chặt tín dụng bất động sản tại Việt Nam cũng không phải là điều mới mẻ, mà chúng ta đã trải qua trong nhiều chu kỳ trước đây. Do đó, bà Hằng cho rằng, việc siết tín dụng hoặc áp dụng các biện pháp quản lý thị trường cần phải dựa trên tình hình cụ thể ở mỗi thời điểm, tránh việc áp dụng quá cứng nhắc. Tóm lại, để phát triển thị trường bất động sản bền vững, chúng ta cần nhiều biện pháp kết hợp, không chỉ là chính sách thuế, mà còn phải tập trung vào việc gia tăng nguồn cung, cân bằng cung cầu trên thị trường, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi thao túng giá. Như vậy, thị trường bất động sản mới có thể phát triển một cách lành mạnh và bền vững, hỗ trợ đắc lực cho nền kinh tế phát triển toàn diện. Vậy là chúng ta đã cùng phân tích sâu về đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai và những tác động tiềm tàng mà chính sách này có thể mang lại cho thị trường bất động sản. Dù đây là một giải pháp nhằm hạn chế đầu cơ, nhưng nếu không thực hiện cẩn trọng, nó có thể tạo ra những hệ quả không lường trước, làm chậm lại quá trình phục hồi mà thị trường đang nỗ lực đạt được. Những bài học từ quốc tế và thực tế hiện nay tại Việt Nam cho thấy việc kiểm soát thị trường cần nhiều yếu tố hơn là chỉ dựa vào thuế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu bạn thấy thông tin hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh Thị trường Nhà đất để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.